thank you Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube audio Trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kế mang tên Ma Đế. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, tin tức ở Lầu Quỳnh Tiên đã truyền đi khắp núi tiếp dẫn, đặc biệt là chuyện vấn đạo bằng tu vi thần hải cảnh hậu kỳ chiến đấu ngang tài ngang sức với thiên lôi tử đang ở nguyên thần cảnh sơ kỳ, khiến thiên lôi tử mặt xanh mét rời đi, bực bội nuốt vào cục tức này. Đệ tử đến gây sự với Trần Thuận thì bị giết sạch, sư phụ xông tới thì bị sư huynh Trần Thuận và mặt đôm đốp, khiến cho thiên lôi tử thoáng chốc trở thành trò cười của toàn bộ tiên giới tất nhiên có người xem kịch có người cười trên nỗi đau của người khác cũng có người u sầu vấn đạo có thể lấy tu vi thần hải cảnh hậu kỳ đối đầu với nguyên thần cảnh sơ kỳ hơn nữa còn có thêm thân phận đan sư tứ phẩm và phó minh chủ đan minh đám người nguyên thần cảnh kia mặc kệ là xuất phát từ ý đồ gì trước mắt đều sẽ không tiếp tục tự đi rước lấy phiền phức nhưng rất nhiều thanh niên thiên kiêu vẫn cứ tiếp tục theo dõi trần thuận vấn đạo có thể đấu vượt cảnh giới ngang sức với thiên lôi tử vậy trần thuận thân là sư đệ vấn đạo thì có thể làm được gì không ít thiên kiêu đều đang ngo ngoe dục dịch kể cả người không có ý đối địch cũng thử khiêu chiến trần thuận một trận mà trần thuận lúc này vẫn thong thả vênh váo đang ngồi một chỗ với nhóm tứ nữ của nam cung tiên nhi đám người mặc ly đạo, thân là bạn bè thân thiết với Trung Hồ. Sau khi Trung Hồ bị giết, thiên lôi từ rời đi, tất nhiên bọn họ cũng không còn muốn ở lại lầu Quỳnh Tiên. Điều quan trọng nhất chính là Trần Thuận, vốn dĩ không hề chào đón bọn họ. Nhóm tứ nữ của Nam Cung Tiên Nhi cũng dán mắt lên người Trần Thuận. Những người này hiển nhiên không còn mặt mũi ở lại nữa. Tiên Nhi, giới thiệu chút đi. Giả yêu Nhi liếm đôi môi đỏ gợi cảm nhìn trần thuận chăm chú cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi cười ha hả nói đôi chân dài trắng nõn nà như tuyết cũng lộ ra hơn nửa mơ hồ thấy được văn ấn hình rắn diễm lệ thoát ẩn thoát hiện văn ấn đó không hề không gây ra cảm giác quái dị ngược lại còn tràn ngập cảm giác quyến rũ thẩm mỹ nghe lời này của già yêu nhi trong mắt nam cung tiên nhi hiện lên ánh sáng lạ nghiền ngẫm nói ta thấy hay là cô thử dán lên người hắn xem sao? Ý kiến hay đó, giả yêu nhi quyến rũ nói. Nói xong cả người cô ta như một con rắn uốn éo, muốn bỏ lên người Trần Thuận. Ngài lệ tư cười mà không nói. Tuyết Lam coi như không thấy gì cả. Có vẻ đã tập mãi thành thói quen, thấy nhiều rồi nên miễn dịch. Ánh mắt của Trần Thuận hạ xuống rơi vào người giả yêu nhi. Nói thật, ta khá tò mò, đầu rắn nằm ở đâu đây? Bỗng nhiên Trần Thuận lạnh nhạt nói. Sau đó hắn nhìn lên đùi của xà yêu nhi. Xà yêu nhi là lướt dựa vào người hắn. Không chỉ như vậy, Trần Thuận thậm chí còn vươn tay muốn dốc lên góc thần bí kia, tìm tòi đến tận cùng. Phản ứng của Trần Thuận, mọi người ngoại trừ Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài đều đã đoán được. Ây da, tiểu đệ đệ, đệ xấu tính quá đi. Nếu đệ muốn nhìn thì cũng không thể làm vậy trước mắt nhiều người chứ. Sài yêu nhi uốn éo cơ thể, dùng một tư thế quái dị tránh thoát khỏi bàn tay Trần Thuận. Sau đó nhẹ nhàng thổi khí lên mặt Trần Thuận. Nếu một ngày nào đó đệ thành đan sư tứ phẩm, đệ muốn nhìn nơi nào ta cũng cho đệ nhìn. Đan sư tứ phẩm chỉ là chuyện còn con mà thôi. Nếu như cô thật sự bỏ được, tin đêm nay ta tới tìm cô hay không? Trần Thuận uống một ngụm linh từ, lạnh nhạt nói lời này vừa thốt lên mấy người phụ nữ thoáng cái ngần người ngay cả nam cung tiên nhi cũng hơi giật giật khóe mắt thật hay giả đây nói trần thuận có thể thăng cấp thành đan sư tứ phẩm mấy người bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ nhưng nói sẽ thăng cấp được trong hôm nay bọn họ đều ngần người muốn nói là không thể nào nhưng chưa chắc đã không thể hai sư huynh sư đệ vấn đạo và trần thuận này quá kỳ lạ tất cả mọi chuyện bọn họ làm đều vượt qua suy đoán của bọn họ Giả yêu nhi híp mắt lại phụt một tiếng bật cười nếu hôm nay đệ có thể thăng cấp thành đan sư tứ phẩm đêm nay ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ đệ tới thôi ta sợ đêm nay tới tìm cô thì mai cô không còn sức tham gia đại hội tiên kiếm tông mất trần thuận lại bình thản nói ây già tiểu đệ đệ kiếm được cái cớ hay lắm xà yêu nhi lại một lần nữa cười ha hả nói sau khi chui vào lòng của trần thuận xà yêu nhi cũng không trở về chỗ cũ nữa có điều cũng không để cho trần thuận sờ mó linh tinh căn cứ vào thực lực hiện tại của trần thuận thì dù không bằng kiếm trần cũng có thể so được với đám người vạn pháp tiên môn tiết đồ học viện tinh nguyệt dịch sang, tiền điện bắc đầu bạch hành sản nếu tu vi của Trần Thuận có thể vượt cấp, không thua những người này, lại có thêm thân phận đan sư, thì Trần Thuận chắc chắn sẽ trở thành một trong số những thiên tài xuất sắc nhất tiên giới hiện tại. Cho dù là kiếm Trần cũng chưa chắc có thể thắng Trần Thuận một cách dễ dàng, có điều tất cả mọi chuyện đều không thể đánh giá một cách chủ quan. Không phải lấy cớ, đây là do cô có sức hấp dẫn quá lớn, ta sợ mình ăn không tiêu hóa nổi. Trần Thuận nghiền ngập nói, Tiểu đệ đệ thật biết nói chuyện. Khóe miệng của xà yêu nhi cong lên một độ cong quyến rũ. Được rồi, cô cũng đừng thả thính nữa. Lúc này, Nam Cung Tiên Nhi bỗng lên tiếng ngắt lời của xà yêu nhi. Cô mới thả thính ngay. Xà yêu nhi trợn mắt liếc Nam Cung Tiên Nhi một cái. Vẫn chưa tức giận, bởi vậy có thể thấy được tứ nữ tuy thuộc các trận oanh khác nhau, nhưng mối quan hệ vẫn tương đối thân thiết. Tất nhiên, cũng có khả năng là hợp tác vì lợi ích hơn. Trần Thuận không tiếp tục treo chọc giả yêu nhi nữa. Anh nhìn về phía Nam Cung Tiên Nhi, nghiêm mặt nói. Tiên tử, ta giới thiệu cho cô một người. Ai vậy? Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp. Thật tò mò nha, không biết Trần Thuận muốn giới thiệu ai. Trần Thuận nhìn về phía Lam Hà đang lo lắng rụt rè ngồi một góc. Theo tấm mắt của Trần Thuận, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn sang Lam Hà. Tứ nữ lúc này mới chú ý tới, Lam Hà vẫn bị các cô xem như không khí nãy giờ chẳng lẽ người này có chỗ nào đặc biệt sao thực lực của lam hà thấp kém lại là tán tu không có gì xuất chúng hơn người cho dù lam hà ngồi xuống cùng trần thuận tứ nữ bọn họ cũng không hề coi trọng lam hà lam huynh nữ thần ở ngay trước mắt sao không phản ứng gì thế trần thuận trêu ghẹo Nguyện vọng lớn nhất của Lam Hà chính là có thể đứng bên cạnh Nam Cung Tiên Nhi vào một ngày không xa trong tương lai. Dù chỉ nhìn gần một chút thôi cũng được. Hiện tại, người không chỉ ngay trước mắt mà còn ngồi đối diện với Nam Cung Tiên Nhi. Nghe lời Trần Thuận nói, Lam Hà càng căng thẳng hơn. Trước đó, Trần Thuận nói đùa rằng hắn muốn có cơ hội ngồi tám chuyện với Nam Cung Tiên Nhi không? hắn ta còn tưởng trần thuận đang trêu mình nữa cũng không coi là thật lúc này hắn ta không hề ngờ tới giấc mộng của mình đã được trần thuận giúp thực hiện ngay lập tức hắn ta thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng ánh mắt tứ nữ đều đã tập trung trên người hắn ta đối với một tu sĩ nhỏ nhoi không có bối cảnh như hắn ta thì niềm vui này đến quá bất ngờ khiến hắn ta phải kinh hãi trong phút chốc lam hà cũng không biết nên nói gì cho phải Biểu hiện như thế làm các cô nàng hơi thất vọng. Tuy nhiên, ngày sau đó, Lam Hà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Nam Cung Tiên Nhi, trong ánh mắt chất chứa sự kích động. Tiền tử, ta là fan hâm mộ của cô. Lam Hà cắn răng nói, thế nhưng Nam Cung Tiên Nhi chưa kịp nói gì, thì giả yêu nhi đã cười ha hà rồi nói. Vậy ta thì sao? Hắn ta là cộng mì của cô. Trần Thuật nói, <laughs> nghe Trần Thuận nói vậy, các cô đều bật cười. Xà Yêu Nhi liếc nhìn Trần Thuận. Mặt khác, không khí bỗng khá hơn nhiều khi Trần Thuận trêu đùa như vậy. Lam Hà cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Tiên từ, nhờ phúc của Trần Huynh, ta đoán có lẽ cô cũng đã nghe đến tên của ta rồi. Nhưng ta vẫn sẽ tự giới thiệu lại. Mai sau, một ngày nào đó, khi ta thật sự đủ hiên ngang, đứng trước mặt cô bằng chính nỗ lực của mình, thì ta sẽ giới thiệu tên của mình thêm lần nữa. Bây giờ ta chỉ là một fan hâm mộ nho nhỏ của cô mà thôi. Lam Hà nói một cách kiên định. Quả thật, những câu này đã khiến các cô thay đổi cách nhìn về Lam Hà. Nam Cung Tiền Nhi cũng nở nụ cười đầy mê hoặc. Vậy ta mong ngày đó sẽ đến. Yên tâm, sẽ không còn xa đâu. Trần Thuận cười nói, hiện nay Lam Hà đã vào ma tông của hắn, cũng rất trung thành, dù thiên phú của Lam Hà không quá mạnh, nhưng Trần Thuận cũng có vô số phương pháp giúp thực lực của Lam Hà được thăng cấp, thậm chí thành tựu cuối cùng chắc chắn sẽ không thua kém gì thiên kiêu của tiền giới. Dù là nguyên thần cảnh, Trần Thuận cũng có cách đẩy mạnh hắn ta lên chẳng qua phải tốn nhiều mánh khóe và tâm tư thôi sau đó trần thuận và bốn cô trò chuyện với nhau một phen rồi giải tán nam cung tiền nhì cũng không ra vẻ quá thân quen với trần thuận người ta nhìn vào cũng chỉ cảm thấy họ từng gặp nhau vài lần và có biết nhau mà thôi ngày hôm sau hội chân tiên kiếm tông chính thức bắt đầu Trước hoàn cảnh đã trăm năm tiên giới không có việc trọng đại gì thì cuối cùng trận phong ba tối nay cũng do Trần Thuận chém giết Trung Hồ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Sự kiện sẽ bắt đầu, càng ngọn núi tiếp dẫn nòm như một tổ ong, vô số tu sĩ ảo ạt bay ra từ núi tiếp dẫn đứng trên không trung nếu đứng trên bầu trời cách cả vạn thước nhìn xuống thì chỉ có thể thấy một biển người lần này tu sĩ vào chân tiên kiếm tông có đến tận vài chục vạn người còn chân tiên kiếm tông đã mở ra một sân vân đài có đường kính mấy vạn mét ở giữa chín tầng mây xung quanh vân đài còn được biến ra vô số chỗ ngồi ở khắp nơi tất cả trường giáo và trường lão của các tông môn lớn lần lượt ngồi xuống Lần này chân tiên kiếm tông mời chư cường tiên giới đến đây. Trước tiên, ngoài việc cho mọi người quan sát kiếm trần đột phá và tạo cơ duyên cho các vị gia, hơn hết là vì tương lai của tiên giới ta. Trải qua một đời rồi tiếp một đời tìm tòi của chân tiên kiếm tông ta, cuối cùng chúng ta cũng đã phát hiện ra bí ẩn về sự biến mất của kiếm thần và các vị tiền bối nguyên thần cảnh của tiên giới vào 500 năm trước một trường lão nguyên thật cảnh của chân tiên kiếm tông hiện thân trên vân đài giọng nói vang khắp bốn phía ông ta vừa dứt lời thì mọi người chợt xôn xao tuy vậy người khiếp sợ đa số là các môn phái nhỏ và vô số tán tù còn các tông môn lớn thực thụ khác và thiên kiêu tiên giới đã từng nghe ít nhiều về những tin tức này trần thuận đứng trên không trung cười khẩy <cười> quả nhiên 500 năm trước, dịch tà hỗn độn thể của tiên giới đã dẫn đến việc các vị tiền bối nguyên thần cảnh cùng bị trừng phạt. Nhưng cuối cùng, khi đại chiến kết thúc, thì tất cả các tiền bối cường giả đều bật vô âm tín. Vậy họ đã đi đâu? Đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp của tiên giới. Bây giờ bí ẩn chưa có lời giải đáp này đã được giải mã rồi. Các vị tiền bối đã bị rơi vào một vùng đất vốn tách biệt khỏi tiên giới từ lâu. Đó chính là di khí chi địa, vùng đất bị quên lãng mà tiên giới từng công nhận. Có lẽ khá nhiều người không biết rõ di khí chi địa là nơi nào. Di khí chi địa ban đầu được gọi là phi thăng chi địa, là nơi tiếp giáp giữa tiên giới và thần châu tiên giới 5.000 năm trước khi đó tiên giới của chúng ta chưa được gọi là tiên giới mà được gọi là thần châu tiên giới được mệnh danh là chân giới duy nhất trong đó các thế giới nhỏ được thống trị bởi thần châu tiên giới nếu tu vi đến nguyên thần cảnh thì có thể thông qua phi thăng chi địa phi thăng lên thần châu tiên giới nhưng năm ngàn năm trước không hiểu tại sao lối đi nối với thần châu tiên giới bị đóng kín hơn nữa còn có quyền năng tối cao tách hai thế giới hoàn toàn riêng biệt Phi Thăng Chi Địa bị thay đổi khiến bên trong nó bắt đầu tan vỡ, tạo thành vô số khe hở không gian và hư không hỗn loạn, trở thành vùng đất chết chóc, dù có cường giả nguyên thần cảnh vào bên trong nhưng đều sẽ bỏ mạng. Hơn nữa, sự thay đổi của Phi Thăng Chi Địa lần lượt ăn mòn chân giới duy nhất, cuối cùng vì để giữ chân giới duy nhất nên lúc đó đã có vô số cường giả dùng những cách thức tột đỉnh để cắt Phi Thăng Chi Địa ra cho nó lưu lạc vào hư không vì bị thần châu tiên giới và chân giới duy nhất vứt bỏ, nên phi thăng chi địa trở thành di khí chi địa. Năm đó, khi có tu sĩ bị rơi xuống di khí chi địa, trải qua vô số thí nghiệm của chân tiên kiếm tông ta, thì ta đã xác định nếu tu vi nguyên thần cảnh và thần hải cảnh vào bên trong sẽ khiến cho không gian của di khí chi địa trở nên bạo động, xác suất sụp đổ cao đến khoảng 99%. Còn nếu như tu sĩ luyện khí cảnh vào trong thì chắc chắn sẽ chết do thực lực quá thấp. Riêng tu vi thông thần cảnh thì vừa đủ nhưng xác suất sụp đổ cũng chỉ có 50%. Tuy nhiên, cứ cách 10 năm, di khí chi địa sẽ có không gian khá vững chắc và tính an toàn cao trong vòng một tháng. Vì vậy, sau khi các chư cường tiên giới bàn bạc đã quyết định 3 ngày sau sẽ phái 1.000 tu sĩ thông thần cảnh đến di khí chi địa thăm dò trước. Một là sẽ thăm dò chuyện về thần châu tiên giới, hai là sẽ thăm dò tin tức của các vị tiền bối nguyên thần cảnh ở phi thăng chi địa 500 năm trước. Nguy hiểm rất cao, nhưng bùn lại, 5.000 năm qua, di khí chi địa này hầu như không có ai viếng thăm nên sẽ có vô số bảo vật và cơ duyên. Có lẽ cũng có không ít truyền thừa được các tiền bối nguyên thần cảnh để lại 500 năm trước, đợi sau khi kiếm trần đột phá, nếu như các tu sĩ thông thần cảnh muốn tình nguyện thì có thể đến Vân Đài. Một ngày sau, nếu một ngàn tu sĩ đó vẫn ở lại Vân Đài, có thể đến di khí chi địa trước. vì trưởng lão nguyên thần cảnh của chân tiên kiếm tông này một hơi nói ra vô số tin tức, làm cho hầu hết các tu sĩ đều kinh ngạc không thôi, rất lâu sau cũng không có phản ứng gì nhưng vô cùng rõ ràng những quyết định này cũng không phải là do chân tiên kiếm tông làm ra trong tầng lớp thượng tầng của tiên giới đã thống nhất ý kiến rồi vị trưởng lão này nói xong thì lắc mình một cái lập tức biến mất tại chỗ ngay sau đó một thanh niên trang phục áo trắng xuất hiện trên vân đài khuôn mặt như tạc tượng với đường nét rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng đó không phải là cố ý không gần người mà là một loại miệt thị chúng sinh sinh ra đã kiêu ngạo đem đến cảm giác lạnh lùng hôm nay kiếm trần ta lúc này sẽ phá bỏ đình phong của thông thần cảnh sau khi kiếm trần xuất hiện không nói một lời thừa thãi nào hắn ta nhẹ giọng quát sau đó trong tay kiếm trần bỗng hiện ra một thanh kiếm đoạn hồn Thấy thanh kiếm trong tay kiếm trần, không ít người kinh ngạc thốt lên. Đây là đoạn hồn kiếm của kiếm trần. Ta có một thanh kiếm, có thể cắt đứt thần hồn. Sau khi cầm kiếm, cả người kiếm trần dường như hợp thành một thể với đoạn hồn kiếm. Sau đó kiếm trần vung kiếm lên. Trong chớp mắt, vô số ánh sáng từ trong thân kiếm toát ra bên ngoài. Một lực lượng vô biên hội tụ lại trên người kiếm trần. Toàn thân kiếm trần như vang lên thanh âm của vô số cây kiếm kiếm trần mới chỉ vung kiếm chưa hề xuất kiếm ra trong phạm vi trăm mét đã trở thành một lĩnh vực kiếm khí vô số luồng kiếm khí thuần túy đang tàn sát trong đó dường như muốn chém hết tất cả mà mỗi một luồng kiếm khí nếu quan sát kỹ nó có thể thấy được từ bên trong rằng mỗi luồng kiếm khí đều không giống nhau mọi người đều khiếp sợ không thôi kiếm trần này rốt cuộc đã lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm ý vậy có điều khiếp sợ thì khiếp sợ, tất cả mọi người tu sĩ đều nhân cơ hội này cẩn thận quan sát một phen. Hy vọng có thể lĩnh hội được gì đó từ trong lĩnh vực kiếm khí của kiếm trần. Cho dù là trần thuận, nhìn thấy 100 mét lĩnh vực kiếm khí xung quanh kiếm trần, trong mắt cũng lóe lên sự tán thường. Kiếm trần này, quả thật là thiên tài kiếm đạo. Cho dù có vứt vào trong vũ trụ, cũng có thể tung hoành ngang dọc lên trời mà lĩnh vực kiếm khí của kiếm trần không hề duy trì liên tục hắn ta chỉ muốn đột phá mà thôi tiền thể cho các tu sĩ khác một cơ hội tiến hành quan sát nhưng kiếm trần cũng không đặc biệt duy trì lĩnh vực kiếm khí của hắn ta để người khác lĩnh hội có thể lĩnh hội được bao nhiêu vậy chỉ có thể xem thiên phú và cơ duyên của bản thân thôi rất nhanh lĩnh vực kiếm khí của toàn thân kiếm trần bắt đầu chậm rãi thu lại kiếm khí trong lĩnh vực kiếm khí ảo ào, ào tiến về phía đoạn hồn kiếm của hắn ta lập tức bên trên đoạn hồn kiếm bắt đầu phát ra những âm thanh của từng trận kiếm đạo giống như là thiên tôn truyền pháp vậy một cảnh này vấn đông là tu sĩ thần hải cảnh cho dù có là kẻ mạnh của nguyên thần cảnh cũng phải nhao nhao liếc nhìn nhắm mắt lại lắng tai nghe những âm thanh của kiếm đạo đặc biệt là những lão quái vật muốn tìm hiểu kiếm pháp của chân Tiên Kiếm Tông lại càng háo hức. Rất nhanh, trên đoạn hồn kiếm lại xuất hiện vô số kiếm khí, chui vào bên trong người kiếm trần, tàn phá bừa bãi trong lục phủ ngũ tạng, gân cốt da thịt của hắn ta, thậm chí trong cả ý thức của hắn ta. Lấy kiếm khí của bản thân để rèn luyện khí lực, một cảnh này khóe miệng của vô số người xem đều co rút Mặc dù sắc mặt của Kiếm Trần không có chút thay đổi nào, nhưng tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra sự đau khổ trong đó. Không khỏi càng thêm bội phục Kiếm Trần, cuối cùng lĩnh vực kiếm khí hoàn toàn thống nhất. Kiếm trong tay Kiếm Trần cuối cùng cũng động rồi, hướng lên trời, đưa kiếm ra. Phá! Kiếm Trần đột nhiên hét lên, một kiếm này lấy kiếm Trần làm khởi điểm, hình thành một thanh kiếm cao hàng nghìn mét phá rách hư không, đồng thời trong cơ thể kiếm trần cũng phát ra tiếng nổ vang, giống như một chạm nào đó bị phá vỡ dưới một kiếm này, khí tức trên người kiếm trần lại đột nhiên mạnh lên. Thông thần cảnh đình phong, vô số người ồn ào lên tiếng, tương tự 99% số người cũng đều nắm tay thở dài. Thời gian quá vội vã, không thể lĩnh hội được chút gì từ trong đột phá của kiếm trần nhưng vẻ mặt của một số người cũng lại tràn đầy sự ngạc nhiên mừng rỡ rõ ràng có không ít thu hoạch thật không dám tưởng tượng nếu kiếm trần đột phá thần hải cảnh lúc độ lôi kiếp sẽ là một cảnh hùng vĩ đến thế nào nữa con người cảm thán mà kiếm trần sau khi đột phá đỉnh phong thông thần cảnh liền thu kiếm lại đứng trên vân đài bước vào danh sách di khí chi địa tuyển chọn bắt đầu người đứng trên văn đài được xem là tham gia tuyển chọn. Một nghìn người cuối cùng đứng trên văn đài, ba ngày sau tiến vào di khí chi địa. Trưởng lão Nguyên Thần Cảnh của chân Tiên Kiếm Tông một lần nữa lên tiếng nói. Lời vừa dứt, lập tức có vô số người bước lên văn đài. Có điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, thiên kiêu lúc đó lại chỉ chiếm một phần nhỏ nhiều hơn là các lão quái vật đã cố thủ thông thần cảnh nhiều năm. Đương nhiên ngày sau đó, có càng ngày càng nhiều các tu sĩ của thông thần cảnh cũng bắt đầu bước lên vân đài. Rất nhanh, trên vân đài đã có hơn một nghìn người, hơn nữa con số vẫn còn gia tăng. Cuối cùng đạt tới gần vạn người, mà đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng, vẫn còn rất nhiều người chưa đặt chân lên vân đài, mà đang chuẩn bị đợi sau khi có nhóm người bị đào thải mới bước lên đài. Lúc này, trên vân đài gần như đã kín người hết chỗ. Có điều có một vài người trong phạm vi mấy mét xung quanh, trong vòng mấy chục mét đều không có ai. Điển hình nhất chính là Kiếm Trần. Kiếm Trần đứng ngay chính giữa trung tâm vân đài, mà trong phạm vi trăm mét quanh hắn ta không hề có một ai. Trừ hắn ta ra, trong phạm vi mười mấy mét quanh những người có công pháp thiên cấp như tiết đồ của vạn pháp tiên môn, dịch giang của học viện tinh nguyệt, bạch hàn giàn của hành bắc đầu tiên điện, ngài lệ tư của nước Tây Lan Thần cũng đều không có một người, không ai dám đến gần. Tùng quanh những tiên nhân có tiếng của thiên kiêu như nam cung tiên nhi của lầu diệu dục, tuyết lam của phiêu tuyết cung, xà yêu nhi của vạn xà điện, thái tinh hà của thương vũ giới, kế kiền của lục nhâm sơn trang cũng đều vắng vẻ, không người tới gần. Cuối cùng trên văn đài hình thành một cảnh vô cùng quái dị. Đám người tiết đồ đi tới đâu, cho dù nơi đó có đám đông đang chèn chúc thế nào cũng lập tức tàn ra, nhường lại một con đường cho bọn họ đi. Không bao lâu, tiết đồ của vạn pháp tiên môn trực tiếp bước đến nơi kiếm trần đang đứng. Sau đó, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một màn ngọc hình tròn cỡ lớn, Tiếp theo, vô số những linh quả, linh rượu, linh thịt lần lượt được đặt lên trên bàn ngọc tròn. Đánh đánh giết giết, chỉ bằng ngồi xuống ăn uống một phen. Kiếm Trần Huynh thấy thế nào? Tiết đồ nhìn Kiếm Trần cười nói, nếu đã không có ai dám chiến đấu, uống chút rượu cũng không tội. Kiếm Trần hời hợt trả lời, giây tiếp theo, liền xuất hiện đối diện Tiết đồ, khoanh chân ngồi xuống. Chư vị, bình thường chúng ta cũng khó có thể tụ họp, chi bằng đến đây mặc sức ăn uống một phen đi. Tiết Đồ lại nói một lần nữa, giọng nói như sấm rền cuồn cuộn không ngừng lan truyền ra cả vân đài. Tiết Đồ không hề nhắm vào ai mà nói, nhưng rất rõ ràng, người không đủ tư cách cũng không thể ngồi vào, mặt dày đi tới cũng chỉ có thể rước nhục vào người mà thôi. Bỏ đi bỏ đi, ta còn thưởng thức có thể đánh nhanh chiến nhanh một phen nhưng thấy các người không hề có ý định chiến đấu, thật mất hứng, bèn uống rượu vậy. Dịch giang của học viện Tinh Nguyệt cũng lên tiếng nói, sau đó xuất hiện bên cạnh bàn ngọc, quanh chân ngồi xuống, đánh cũng không đánh lại các vị sư huynh rồi. Vậy tiên nhi đành thử sức trên bàn rượu, xem xem có thể thắng các vị sư huynh không nào. Nam Cung tiên nhi cũng nhèn miệng cười, âm thanh lành lót, dây tiếp theo cũng xuất hiện cạnh bàn ngọc, tìm một vị trí ngồi xuống. Những lúc như thế này, sao có thể thiếu ta chứ? Uống rượu, ta không sợ ai đâu nhé. Dạ yêu nhi vươn cái lưỡi gợi cảm, lướt nhẹ qua bờ môi đỏ, sau đó xuất hiện bên cạnh nam cung tiên nhi. Tiếp sau, Bạch Hành Giàn, Ngài Lệ Tư, Thái Tinh Hà, Kế Kiền, bao gồm cả Tuyết Lam, không thích náo nhiệt lắm, cũng xuất hiện tại đây sau đó lục tục thêm vài người cũng gia nhập vào. Một cảnh này khóe miệng của đám người trưởng lão của các môn phái lớn đều co rút lại. Bọn họ còn nghĩ rằng những thiên kiêu này sẽ có một màn tranh đấu dữ dội cơ. Kết quả đều chạy đến đó uống rượu cả. Mà những người khác mặc dù ngưỡng mộ nhưng lại không có tư cách gia nhập. Trong phút chốc, chính giữa trung tâm vân đài có một cảnh hài hòa mà xung quanh lại là cảnh chém giết tàn khốc không ngừng có người bị đánh xuống vân đài lại không ngừng có người tiến lên vân đài mà chính giữa vân đài cuối cùng bên cạnh bàn ngọc chỉ thường lại có một vị trí còn thiếu mất một người làm sao đây không đủ người rồi xà yêu nhi uống một hớp linh rượu nhìn vị trí bị bỏ trống hơi lên tiếng nói trần đan sư sao mọi người hơi sững ra nhưng rất nhanh tất cả đều đã phản ứng lại người mà xà yêu nhi nói tới chính là trần thuận có điều đám người của tiếp đồ vẫn không lên tiếng. Trần Thuận quả thật là miễn cưỡng lắm mới đủ tư cách gia nhập với bọn họ. Nhưng nếu bản thân Trần Thuận không tới, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không chủ động mời. Mà khi nhắc tới Trần Thuận, trong mắt của kiếm Trần hơi lóe lên vẻ khác lạ. Nghe nói hình như Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi hơi gần gũi mà anh ta trong đám tiên nữ chỉ thưởng thức mỗi Nam Cung Tiên Nhi. Cũng được, vậy hãy mời vị Trần Đan Sư kia đến đây đi. Kiếm Trần lên tiếng nói. Anh ta cũng hơi ngạc nhiên, rốt cuộc vị Trần Thuận này là ai. Thấy Kiếm Trần đã lên tiếng, những người khác đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn xà yêu nhi lại nói thẳng với Trần Thuận, đang ở dưới đài. Trần Đan Sư, đứng dưới đài, có ý kiến gì không bằng đến đây uống rượu đi lời của giả yêu nhi không phải là dùng truyền âm mà là nói ngay trước mặt mọi người mọi người nghe được lời của giả yêu nhi đều sững người với thân phận đan sư tam phẩm của trần thuận quả thật đã có mặt trong hàng ngũ thiên kiêu trẻ tuổi kiệt xuất nhất tiên giới xét về bối cảnh hắn có một sư huynh là phó minh chủ đan minh tuy không sánh được với đám người kiếm trần tiết đồ nhưng cũng coi như là hàng đầu Đương nhiên, hắn có đủ tư cách để ngồi vào bàn của Kiếm Trần, có điều Trần Thuận không chủ động đi qua đó, ngược lại là có người mời. Chuyện này khiến cho người khác cảm thấy hơi bất ngờ. Dù sao, nếu bàn về thân phận và địa vị thì đám người Tần Nghị của Tiên Vũ Đan Tông cũng xem như ngang sức ngang tài với Trần Thuận, cho dù trình độ đan đạo không bằng Trần Thuận, nhưng Tần Nghị trung quy cũng là thiên tài đan đạo hiếm có, lại là tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong. Nói tóm lại, anh ta chưa chắc đã kém Trần Thuận, nhưng anh ta lại không được chủ động mời đến ngồi, ngược lại là Trần Thuận được chủ động mời. Lời này của giả yêu nhi ngay lập tức khiến Trần Thuận trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhất là đám thiên kiêu vẫn chưa gia nhập vào bàn của kiếm Trần. Tất cả bọn họ đều nhau nhau nhìn Trần Thuận. Trần Thuận nghe được lời mời của giả yêu nhi, khóe miệng nhếch lên, cười hở hững. Nếu yêu nhi muội muội đã mời, tôi mà từ chối thì rất thiếu tôn trọng rồi. Dứt lời Trần Thuận xài bước ra, cả người như một tia chớp màu đen lóe lên một cái liền biến mất. Vút một cái đã xuất hiện trên vân đài. Sau khi Trần Thuận xuất hiện trên vân đài, hắn vẫn không đi về phía đám người giả yêu nhi mà là có người chặn đường của hắn trước. Người nào bước lên vân đài chính là đã ngầm thừa nhận, tham gia tuyển chọn. Bất kỳ ai cũng có thể thách đấu với người đó tôi là tần nghị của tiên vũ đan tông muốn thách đấu với trần đan sư tần nghị chặn trước người trần thuận từ tốn nói trần thuận muốn vào ngồi cùng bàn với kiếm trần nào có chuyện dễ dàng như vậy ly hạt thiên của u minh vực cũng muốn tiếp trần đan sư vài chiêu từ trước tới nay tôi không ưa trung hồ làm việc kiêu căng hống hách vốn đã muốn sau này đánh với hắn ta một trận nhưng bây giờ đây nếu trung hồ đã thua trong tay trần đan sư thì tôi đã không còn cơ hội này nữa cho nên huyết đao môn đao vô ngân tôi cũng muốn giao chiến với trần đan sư để kiểm chứng xem sau mấy năm khổ luyện tôi có thể đánh bại trung hồ hay không ninh vô thương của bắc định thành cũng muốn thách đấu với trần đan sư thiên diệp của đông sơn bình quận muốn đấu vài chiêu với trần đan sư địch cảnh của chiếu nhật động thiên ngay sau khi trần thuận vừa lên vân đài đám người thiên kiêu tối qua dục già dục dịch muốn tiếp mấy chiêu với trần thuận liền nhao nhao đứng lên một khi Trần Thuận ngồi vào bàn của bọn kiếm Trần, nếu muốn thách đấu với Trần Thuận nữa thì không thích hợp lắm, mà bây giờ mới chính là cơ hội tốt. Thậm chí có một số người còn nghi ngờ về tin tức Trần Thuận giết chết Trung Hồ tối qua, dù sao tin đồn càng truyền càng thái quá, khiến cho một số người cảm thấy nghi ngờ. Lúc này bọn họ cũng muốn xông ra thử một lần. Nếu Trần Thuận là hàng dầm, giờ vậy cũng có thể đạp lên hắn ta mà bước vào danh chấn tiên giới. Dù sao, tu vi của Trần Thuận đúng là hơi thấp. Chẳng qua, tu vi của hắn chỉ mới tới thông thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Chuyện mà Trần Thuận khiến cho người khác xem trọng nhất chính là hắn có một sư huynh đàn sư đình tứ phẩm cùng với thực lực đan đạo của bản thân hắn, chứ không phải là tu vi của hắn. Cuối cùng, 12 vị thiên kiêu đồng loạt đứng lên muốn thách đấu với Trần Thuận một số người khác vốn cũng muốn lên tiếng nhưng số người đã nhiều lắm rồi lúc này bọn họ mới đành nhẫn nhịp đây là xã yêu nhi đào khố cho trần thuận mà có người nói nhỏ chưa chắc chỉ cần trần thuận có tâm muốn đi tới di khí chi địa vậy thì tất nhiên sẽ bước lên vân đài chỉ cần hắn bước lên vân đài thì tất nhiên sẽ đối mặt với những điều này mấy người bắt đầu thảo luận có điều ánh mắt của bọn họ đều tập trung xung quanh trần thuận đang đứng trên vân đài Tu vi của Trần Đan Sư quả thật hơi thấp, đối mặt với nhiều người thách đấu như vậy, tôi thấy không có cửa đâu. Từ sau khi Trần Thuận bước lên Vân Đài, liên tiếp có 12 vị thiên kiêu muốn thách đấu với hắn. Nó đã trực tiếp dẫn đến cuộc hỗn chiến của gần 10 000 người trên Vân Đài đều dừng lại, tất cả bắt đầu quan tâm đến Trần Thuận. Còn Trần Thuận, đối mặt với sự thách đấu của nhiều người như vậy, hắn chỉ nhếch mép cười hờ hững. Nếu các người muốn bị ngược, thì tôi sẽ làm hài lòng các người có điều đừng trách tôi ra tay quá độc ác hắn vừa dứt lời lập tức vẻ mặt của tất cả mọi người đều dại ra những lời này cũng quá ngông cuồng rồi phải biết rằng sau khi trần thuận giết chết trung hồ mà vẫn còn người cả gan đứng ra thách đấu với trần thuận thì tất cả bọn họ đều là thiên kiêu đương thời hoàn toàn không thua kém trung hồ nếu không bọn họ làm gì có tự tin để thách đấu với trần thuận nhưng Trần Thuận lại vách lối như thế, cũng không thử nhìn lại bản thân mình là tu vi gì, lại dám ăn nói như thế, đúng là nói ẩu nói tả. Tần Nghị khịt mũi xem thường, hôm nay anh ta đến thách đấu với Trần Thuận, đơn giản chỉ là muốn đến nhục nhã hắn để trả mối thù ngày đó mà thôi. Còn về việc muốn đuổi Trần Thuận xuống đài, không cho Trần Thuận có cơ hội đi đến di khí chi địa, thì Tần Nghị thật sự không nghĩ tới, dù sao, nếu muốn giết Trần Thuận trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ đắc tội với phó Minh Chủ Đan Minh, nhưng đi tới Di Khí chi địa, với tu vi thấp kém bậc này của Trần Thuận, giết rồi thì thôi, ai biết hắn chết như thế nào, đó mới là kế sách hoàn mỹ. Tu vi sao? Trần Thuận nhìn Tần Nghị như thể nhìn một kẻ đã chết. Đột nhiên khí thế trên người Trần Thuận tăng vút lên, bên trong cơ thể hắn giống như hậu đậu nổ tung, kêu lụp bụp khí thế của Trần Thuận càng lúc càng mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng bên trong cơ thể Trần Thuận truyền tới một tiếng nổ vang. Cuối cùng khí tức hoàn toàn vững chắc. Lâm trận đột phá, thông thần cảnh trung kỳ. Còn người của mọi người đều co rút lại. Thông thần cảnh trung kỳ, vậy thì sao chứ? Tần Nghị lại khịt mũi lần nữa. Giết người dễ như giết gà chó sắc mặt của trần thuận trở nên lạnh lẽo hắn thật sự phiền chán với sự om sòm của tần nghị lập tức trần thuận đưa tay chộp tới đột nhiên lòng bàn tay của trần thuận như thể biến thành một hố đen tạo ra sức hút vô hạn trong nháy mắt cả người tần nghị bị sức hút này kéo vào khiến anh ta bay qua phía trần thuận đây là cái gì chứ còn người của tần nghị co rụt lại chân nguyên cả người gồ lên sắp chặt đứt sức hút mà trần thuận đang thi triển thế nhưng rất nhanh tần nghị liền phát hiện ra bất kể anh ta sử dụng cách nào cũng đều không thoát khỏi trần thuận cả người anh ta bất lực bị hút vào trong bàn tay của trần thuận anh là thần thông cảnh đình phong thì lại như thế nào chưa ánh mắt của trần thuận lạnh lẽo bàn tay bóp chặt cổ của tần nghị sau đó nâng cả người tần nghị lên cao mọi người hít sâu một hơi tần nghị là thông thần cảnh đình phong đây còn trần thuận cho dù lâm trận đột phá đến thông thiên cảnh trung kỳ vậy cũng còn kém hai cấp nhỏ nữa nhưng mà ở trước mặt trần thuận tần nghị không hề có sức chống đỡ trần thuận mạnh vậy sao mày muốn chết sắc mặt của tần nghị đỏ bừng trình độ đan đảo của mày có mạnh hơn nữa nhưng khoảng cách về thực lực là không cách nào bù đắp được đâu mày để tao đến gần người mày là sai lầm chết người mặc dù tần nghị bị trần thuận bóp cổ nhưng vẫn gào lên theo tiếng gào thét của anh ta, hai trường của tần nghị bỗng đánh ra, tiến thẳng vào lồng ngực của trần thuận. tấn công ở cự ly gần như vậy, đây là tần nghị muốn tiêu diệt hoàn toàn trần thuận. cho mèo, trần thuận lại cười diễu cợt nhưng hoàn toàn không né tránh, hắn để mặc cho hai tay của tần nghị đánh mạnh vào lồng ngực của mình. trần thuận đúng là không nên làm động tác này, dù sao hắn cũng cách hai cành giới nhỏ. Cho dù chiếm thế thượng phong nhất thời, nhưng chỉ cần bị tần nghị đánh trúng sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ. Có người phân tích nói, nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi người nhìn thấy lòng bàn tay của tần nghị vừa chạm vào ngực Trần Thuận liền rụt lại. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Không ít người đều tròn to mắt. Ngay lập tức, lúc này bọn họ mới nhìn thấy hai bàn tay của tần nghị, vậy mà lại bị thương. Là kim tinh chi hỏa và thủy tinh chi hỏa, con người ngạc nhiên thốt lên. Chỉ thấy chỗ ngực của Trần Thuận, hai ngọn lửa đang tỏa ra, lập tức sắc mặt của Tần Nghị trấn lên vặn vẹo. Trong nháy mắt, một cơn đau như xé rách tim gan chuyển đến. Tôi đã nói, giết các người, dễ như giết gà chó. Trần Thuận lần nữa khịt mũi. Cánh tay đang bóp cổ Tần Nghị bỗng xiết mạnh hơn. Lập tức, cả người Tần Nghị bị quăng lên vân đài. Một cước bước ra, đạp lên đầu của Tần Nghị những người có mặt ở đó đều ổ lên kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người trong nháy mắt sắc mặt của tần nghị vặn vẹo đến cực điểm anh ta là đến nhục nhã trần thuận mà nhưng kết quả ngược lại anh ta lại bị trần thuận nhục nhã chuyện này sao có thể chưa lúc này tần nghị muốn bộc phát lần nữa nhưng chỉ trong chớp mắt một luồng sức mạnh truyền tới xương sọ của trần thuận lập tức sinh ra mấy vết nứt nếu còn nhúc nhích thêm chút nữa. Chết! Giọng nói của Trần Thuận rét lạnh thấu xương. Tần Nghĩ nghe vậy cả người run lên. Anh ta cảm nhận được luồng sát ý thực chất ngưng động trên người Trần Thuận. Anh ta gần như không nghi ngờ chút nào. Nếu anh ta dám nhúc nhích nữa, thì ngay lập tức Trần Thuận liền sẽ dẫm nổ đầu của anh ta. Tu vi của anh ta không phải là nguyên thần cảnh, không thể tu luyện được nguyên thần. Đầu nổ tung, biển ý thức phá nát. Nhưng như vậy có nghĩa là sẽ chết thật sự. Khoảnh khắc này Tần Nghị rất sợ hãi. Sắc mặt của Đan Sư Tần Phó Thiên, Tông Chủ Tiên Vũ Đan Tông cũng là một trong những trường lão của Đan Minh đang ngồi xem ở hàng ghế khán giả, khó coi đến cực điểm. Nhưng thấy Trần Thuận vẫn chưa ra tay thật sự, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cút đi! Thấy Tần Nghị quả nhiên nghe lời, không còn động lung tung nữa. Trần Thuận thu chân lại, sau đó một lần nữa đá chân ra, đá lên chỗ ngực của Tần Nghị. Cả người của Tần Nghị đang ở trên vân đài, trong phút chốc bị kéo ra thành một vệt dài hàng chục mét, sau đó bay ra khỏi vân đài, rớt xuống vân đài. Còn lại 11 người, cùng lên hết đi. Sau khi đá bay Tần Nghị, Trần Thuận ngẩng đầu nhìn đám người ly hận thiên, đau vô ngân, ninh vô thương, đang đứng xung quanh, hở hững nói. Lời này ngông cuồng đến cực điểm, chỉ có điều lần này lại không có ai cười mỉa mai Trần Thuận nữa. Dù sao, Tần Nghị cũng là một thần thông cảnh đình phong, nhưng ở trước mặt Trần Thuận lại hoàn toàn không có chút sức chống đỡ nào. Có lẽ không phải Trần Thuận cậy mạnh mà hắn ta thật sự có thực lực này. Còn người của đám người ly hận thiên, đau vô ngân đều co rút lại. Quả thật, tôi rất muốn cùng Trần Đan Sư kiềm chứng một phen đắc tội rồi ly hận thiên của u minh vực ôm quyền nói sau đó ông ta cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào đánh luôn ra một quyền bên trên nắm đấm có vô số phù văn ám hắc lưu truyền phảng phất như ẩn chứa pháp lực và quy tắc vô biên có thể một quyền phá tan đỉnh núi trần thuận không nói lời nào cũng đánh ra một quyền như vậy chỉ có điều cú đấm này của trần thuận lại rất bình thường không có gì khác lạ nhưng đối với đám người Kiếm Trần cùng với những trưởng lão tông chủ có thực lực cao sâu đang ở bên ngoài Vân Đài kia lại cảm thấy kinh ngạc. Cú đấm này của Trần Thuận như thể tự nhiên mà thành, hóa thành một thể với đất trời, luồng sức mạnh giống như nối liền quy tắc đất trời vậy. Trong nháy mắt, hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ của nguồn năng lượng. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh dư âm mà mắt thường có thể nhìn thấy được lan ra trần thuận vững vàng như núi đứng yên tại chỗ hoàn toàn không nhúc nhích mà cả người ly hận thiên lại bay ngược ra ngoài mấy chục mét thực lực của trần đan sư đúng là cao thâm khó dò tài hạn khâm phục dứt lời ly hận thiên liền xoay người rời đi tự nhận không bằng mười người các người lên hết một lượt đi nếu không đánh từng người một rất mất thời gian các người cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa đâu trần thuận lại nhìn quanh mười người khác từ tốn nói cùng ra tay đi đám người đau vô ngân ninh vô thương nghe vậy thì liền không còn bất cứ do dự nào nữa tất cả cùng nhau ra tay lập tức trên vân đài lấy trần thuận làm trung tâm trong chu vi trăm thước đều không còn ai các tu sĩ ở xung quanh đều sợ bị những thiên kiêu này vô tình làm bị thương đau vô ngân vô ngân đau đao vô ngân quát một tiếng chói tai trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một thanh đao dài theo một thanh đao do ông ta đánh xuống chín ánh đao liên tiếp dẹt lên giữa bầu trời như thể ảo ảnh bóng đao lướt qua không lưu lại dấu vết cuối cùng hợp thành một thể chém thẳng xuống người trần thuật ánh đao khuấy nát hư không chiếu nhật chân quyền vạn quyền quy nhất Định cảnh của chiếu nhật động phù cũng dài bước lên đánh ra một quyền. Mấy người khác cũng dồn dập ra tay. Trong phút chốc, xung quanh Trần Thuận, vô số năng lượng sôi trào mãnh liệt. Mười vị thiên kiêu ra tay cùng một lúc. Tình huống bậc này đúng là hiếm thấy trên đời. Có thể nói đã tạo ra uy thế kinh động đất trời, vượt xa bất cứ ai trước đó đối mặt với mười mấy người cùng với đánh một lúc thế nhưng trần thuận không hề sợ hãi khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt trong chớp mắt liền nổ ra mười quyền một quyền gắng gượng chống đỡ lại ánh đau một quyền đánh bay nguy hiểm vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở trần thuận liền cùng với mười người giao đấu mỗi người giao đấu một chiêu tuy rằng cuối cùng phản ứng của mỗi người không giống nhau có người càng người run rẩy có người bay ngược ra ngoài có người tránh né mũi nhọn của hắn. Nhưng kết quả lại rất rõ ràng. Mọi người chung tay nhưng lại không làm tổn thương được Trần Thuận dù chỉ một chút. Trần Đan Sư quả nhiên lợi hại. Đào vô ngần lên tiếng. Cứ thế rút lui. Mười người chung tay cũng không có cách nào đánh bại Trần Thuận. Dù sao cũng không phải là mối thù sống chết gì. Đương nhiên cũng không cần phải đánh tiếp nữa cho dù cuối cùng mười người chung tay có hao tồn thêm nữa cũng chưa chắc có cơ hội đánh bại trần thuận nhưng đó rõ ràng không phải là những gì đám người thiên kiêu bọn họ muốn làm ngay cả khi bọn họ không xuất sắc bằng đám người thiên kiêu tài năng hàng đầu thế giới như kiếm trần tiết đồ nam cung tiên nhi thì bọn họ vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình trừ tần nghị ra những người khác quả thật chỉ là vì trần thuận giết chết trung hồ nên mới muốn bước ra thách đấu với hắn chứ không phải là có ác ý gì khác đào vô ngân rời đi những người khác cũng dồn dập ôm quyền trong mắt lộ ra một vẻ kính nể sự kính trọng này không phải là kính trọng thân phận đam sư tam phẩm của trần thuận mà là thật sự kính trọng thực lực của trần thuận sau trận chiến ngày hôm nay, Trần Thuận sẽ bước vào tiên giới, đứng trong hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp nhất. Không ít người cũng cảm khái nói, bọn họ nhìn Trần Thuận tràn ngập ước ao. Trên vân đài, ở một chỗ khác, Thượng quan Hạo Vũ hơi nhăn mày, nhìn Trần Thuận, khóe miệng lộ ra nụ cười quái lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Trần Thuận cũng dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Hạo Vũ. Đúng là hắn ta cũng hơi ngạc nhiên, Lúc này nguyên thần của Thượng quan Côn Bằng lại không ở trong cơ thể của Thượng quan Hạo Vũ nữa, chỉ có điều Trần Thuận chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt lại, không có nguyên thần của Thượng quan Côn Bằng, Thượng quan Hạo Vũ không đáng sợ, một cái nhấc tay cũng có thể đập chết hắn ta, mà cho dù có Thượng quan Côn Bằng ở đây, Trần Thuận cũng chỉ hơi e rẻ mà thôi. Trần Ca Ca, bọn ta đợi huynh đến nỗi hoa cũng tàn rồi, huynh còn không đến sao? Lúc này, giả yêu nhi mặt mày tươi cười, mở miệng lần nữa. Ngay cả xưng hồ cũng truyền từ Trần Đan Sư thành Trần Ca Ca luôn rồi. Rõ ràng là vì câu nói yêu nhi muội muội trước đó của Trần Thuận. Chẳng qua là vẫn có người vẫn ước ao với cách gọi và nhiệt tình của giả yêu nhi. Đương nhiên, cũng có số ít người nhìn Trần Thuận bằng ánh mắt hơi khác thường, mà số người này rõ ràng là những người có hiểu biết đôi chút về giả yêu nhi. Trần Thuận khẽ cười, hắn khẽ nhún mũi chân, cả người lần nữa bay lên, xẹt qua không gian, rơi thẳng xuống bên cạnh bàn ngọc của đám người kiếm Trần đang ngồi. Ngồi xuống chỗ, cái ghế còn lại. Trần Huynh, Huynh đúng là khiến cho người khác kinh ngạc mà. Thấy Trần Thuận ngồi xuống, tiết đồ lập tức nói, tiền giới sau này lại có thêm một người tài rồi. Dịch Giang cũng cười nói, bọn họ đều là thiên kiêu cấp cao nhất đương thời. Giữa bọn họ đều nằm ở mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Những người không bằng bọn họ, bọn họ sẽ khinh thường. Những người có thể đạt đến trình độ như bọn họ, trừ lo sợ ra, đương nhiên bọn họ cũng kính nề và tán thường. Chư vị mới là thiên tri kiêu tử thật sự của tiên giới. Trần mỗ chẳng là gì cả trần thuận cũng cười nói bất kể mọi người có thái độ và suy nghĩ như thế nào đối với hắn nếu như người khác bằng lòng tỏ ra thân thiện bên ngoài thì trần thuận đương nhiên cũng sẽ không đối xử lạnh lùng trước đây vẫn chưa từng nghe đến tên của trần huynh không biết trần huynh kế thừa ở đâu ánh mắt của tiết đồ sáng quắc nhìn trần thuận đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều tò mò câu hỏi này đúng là đột ngột gia sư sống ẩn giật nơi núi rừng Ta và sư huynh hai người cũng là gần đây mới xuất sư, dạo chơi tiên giới mà thôi. Trần Thuận hờ hững nói. Mọi người thấy Trần Thuận không muốn nói nhiều, đương nhiên cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Chỉ có điều ngược lại, bọn họ cũng không nghi ngờ gì nhiều với câu trả lời của Trần Thuận. Dù sao, tiên giới đúng là có một số lão già kỳ lạ, lánh đời không ra ngoài, một lòng hướng về đại đạo không tranh với đời. Kiếm Mỗ nghe nói quan hệ của Trần Huynh và sư muội Tiên Nhi cũng khá gần gũi, ngược lại cũng không biết ngọn nguồn trong đó là gì đây. Lúc này Kiếm Trần vẫn luôn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi, chỉ là giọng điệu và ánh mắt rất bình tĩnh. Anh ta vừa hỏi xong, mấy người còn lại đều khá hứng thú nhìn Trần Thuận, sau đó lại nhìn Nam cung Tiên Nhi. Kiếm Trần đã từng công khai nói rằng anh ta rất yêu thích Nam cung Tiên Nhi, đây là chuyện mà người trong tiên giới đều biết. Trên mặt Nam Cung Tiên Nhi mang theo ý cười dịu dàng, đẹp như tiên nữ xuất trần. Nhìn không ra bất kỳ phản ứng khác thường gì. Về mặt của Trần Thuận cũng rất bình tĩnh, chẳng thay đổi gì. Hắn chỉ nhìn kiếm Trần hờ hững nói. Kiếm Trần Huynh đang chất vấn tôi sao? Dòng điệu của hai người đều rất bình thản, nhưng trong đó mơ hồ để lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc. Mọi người càng cảm thấy hứng thú, nhất là xà yêu nhi, cực kỳ phấn khích nhìn dáng vẻ của cô ta rõ ràng là vô cùng mong chờ kiếm trần và trần thuận lập tức tê ca với nhau chất vấn thì không dám chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi kiếm trần lạnh nhạt nói nếu không phải là chất vấn thì trần mỗ cũng có quyền không trả lời trần thuận nhếch miệng cười uống một hớp linh từ trước mặt nhưng mà kiếm trần nghe vậy lập tức nhăn mày hơi hứng thú hỏi lại lần nữa vậy nếu là chất vấn thì sao đây vừa dứt lời tình thế trên bàn ngọc lập tức trở nên hơi căng thẳng nếu là chất vấn thì trần mỗ xin trả lời là không thể trả lời trần thuận không hề nhìn kiếm trần đặt chén rượu trong tay xuống mọi người đều có chút bất ngờ về câu trả lời của trần thuận phải biết tất cả những thiên kiêu này đều rất kiêu ngạo thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng dù cùng tu luyện thiên cấp công pháp nhưng tiết đồ, dịch giang, bạch hành giàn cũng như ngài lệ tư đều không thể không thừa nhận bọn họ không theo kịp kiếm trần. Mà lời của Trần Thuận rõ ràng là không để kiếm trần ở trong mắt. Rốt cuộc đây là vì Trần Thuận lai lịch bí ẩn, mạnh đến mức khó tin, không hề sợ kiếm trần. Hay là vì vị trần đan sư này đã thổi phồng thành tích chiến đấu trước kia. Ngoài bất ngờ mọi người còn tò mò. Dù sao, bọn họ, nhất là năm vị tu luyện thiên cấp công pháp, hoàn toàn có thể đạt được những thành tích chiến đấu trước kia của trần thuận rất gan dạ ánh mắt của kiếm trần lóe sáng người khiến ta cảm thấy rất tán thường kiếm trần rất chân thành nói nếu trần thuận tỏ vẻ khiêm nhường trước mặt anh ta thì anh ta càng xem thường trần thuận cảm thấy trần thuận không có tư cách ngồi trên bàn này nhưng bây giờ đây ít nhất trần thuận cũng giành được sự tán đồng của anh ta kiếm trần rất tán thường nam cung tiên nhi nhưng kiếm trần cũng tự tin anh ta là người xuất sắc nhất giữa những thiên kiêu đương thời ở tiền giới nên nếu như thật sự phải cạnh tranh còn ai có thể vượt qua anh ta chứ anh ta tự tin và kiêu ngạo từ tận xương tùy ta cũng thế ta cũng rất tán thường kiếm trần huynh thiên phú kiếm đạo cao hiếm thấy trong tiền giới trần thuận thản nhiên nói nhưng cũng chỉ là cao nhất trên tiên giới mà thôi kiếm trần cũng có thể được tính là thiên phú xuất chúng toàn vũ trụ có thể được những thế lực lớn đó xem như đệ từ nòng cốt bồi dưỡng nhưng với tư chất của kiếm trần chắc chắn cũng không phải là thiên tài cao cấp nhất ở tinh vực trong mắt trần thuận thần châu tiên giới cũng chỉ như vùng hoang vu của vũ trụ có thể coi là thâm sơn cùng cốc của tinh vực kiếm trần cũng chắc chắn không phải là người có thiên phú cao nhất tất nhiên những người khác nghe không hiểu ý của trần thuận chị tường cuối cùng trần thuận cũng phải nhượng bộ nịnh bợ trước mặt kiếm trần mà thôi mà cuối cùng không ai trả lời được câu trả lời của kiếm trần nguồn gốc vấn đề giữa trần thuận và nam cung tiên nhi là gì đây trần thuận cũng không đáp lại nam cung tiên nhi cũng không giải thích kiếm trần huynh không biết người hiểu được bao nhiêu di khí chi địa lúc này tiết đồ lên tiếng hỏi trần tiên kiếm tông biết nhiều tin tức di khí chi địa nhất ta chưa từng đi qua di khí chi địa. Kiếm trần lắc đầu, dù chân tiên kiếm tông đã từng điều động vô số đệ tử, âm thầm tiến di khí chi địa, nhưng đúng là anh ta chưa từng đi qua. Nhưng là đại đệ tử thủ lĩnh của chân tiên kiếm tông, anh ta biết hết những tin tức mà chân tiên kiếm tông nắm giữ liên quan tới di khí chi địa. Kiếm trần cũng là không ngại chia sẻ cùng bọn họ một chút tin tức khắp nơi di khí chi địa đều là hố đen chỉ cần sơ sày một chút là sẽ rơi xuống rất nguy hiểm về mặt của kiếm trần khá căng thẳng những người khác nghe vậy thì càng căng thẳng hơn nếu kiếm trần nói có nguy hiểm thì tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm đồng thời vì khắp nơi đều là hố đen nên những nơi còn tồn tại trong di khí chi địa đều là vô cùng kiên cố bao gồm không gian cũng vô cùng vững chắc nếu ở tiền giới, chúng ta chỉ cần đấm một cái là có thể xé rách không gian, thì chắc chắn không làm được như vậy ở di khí chi địa, ít nhất cần sức mạnh gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần mới có thể xé rách không gian. Mặt khác, nếu bị cuốn vào hố đen muốn xé rách không gian để thoát ra còn khó hơn gấp mấy lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao di khí chi địa cực kỳ nguy hiểm hơn nữa di khí chi địa không phải là không có sinh vật sống vốn dĩ một bộ phận sinh vật có thể tiếp tục sống trên di khí chi địa đồng thời đến nay sinh vật còn sống đều đã tiến hóa thích ứng với hoàn cảnh của di khí chi địa nên những sinh vật còn sống được trên di khí chi địa đều hết sức mạnh mẽ nếu tu sĩ tiên giới gặp phải sinh vật của di khí chi địa có tu vi ngang mình thì hầu hết đều không đánh lại đối phương Kiếm Trần chọn lựa một số tin tức mình biết nói cho mọi người, nhưng Kiếm Trần không hề đả động đến những bí mật cốt lõi. Mọi người cũng biết, chắc chắn Kiếm Trần chỉ đề cập đến những chuyện không quá quan trọng, tuy nhiên cũng có tác dụng không nhỏ đối với bọn họ. Cứ như vậy, Trần Thuận và đám Kiếm Trần chuyện phiếm uống rượu trên bàn ngọc cùng trao đổi một số tin tức, mà trên vân đài lại tiếp tục thảo phạt một ngày như vậy trôi qua, cuối cùng trên vân đài chỉ còn lại một nghìn người. Dù không phải là nghìn người mạnh nhất trong thông thần cảnh của tiên giới, nhưng cũng đều là cường già trong thông thần cảnh, hay là không muốn đi di khí chi địa mạo hiểm. Cũng có một số người trong tông môn đã sắp trở thành thiên kiêu, được bậc trưởng bối trong tông môn giữ lại. Dù sao, một tháng này có vẻ là tháng yên bình nhất của di khí chi địa, nhưng cũng chất chứa nguy hiểm trùng trùng. Nếu toàn bộ đều đi di khí chi địa, không may mọi người đều bỏ mạng, thì chuyến nhân thế hệ này của tông môn sẽ bị đứt đoạn. Nhưng tu sĩ thông thần cảnh đứng trên văn đài vẫn chiếm bày 80% cường giả thông thần cảnh của tiên giới. Nhiều cường giả thông thần cảnh như vậy tập hợp trên văn đài vô cùng khí thế, khí thế ngùn ngụt, ngụt. Trần Thuận dùng thần niệm quét qua vân đài một lượt, nhưng vẫn không hề phát hiện thấy long tiềm đâu. Xem ra, Long Tiềm đã đi tới Tây Vực rồi, có lẽ là có chuyện khác phải làm nên không đến đây. Sau ba ngày, một nghìn tu sĩ thông thần cảnh đi di khí chi địa, tập trung ở biên giới Đông Vực. Tổng chủ nguyên thần cảnh của chân tiên kiếm tông liên thủ với đông đảo cường già nguyên thần cảnh khác cùng đánh vào khoảng không, mở ra một đường hầm không gian, đường kính trăm mét. Bởi vì di khí chi địa tràn đầy hố đen, hư không hỗn loạn, nên sau khi thông qua đường hầm không gian tiến vào di khí chi địa, các người cũng sẽ không xuất hiện ở cùng một nơi. Các người chuẩn bị sẵn sàng. Một tháng sau, theo chỉ dẫn của thẻ ngọc trên người các người, tiến đến mục tiêu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại mở đường hầm không gian để đón các người già. Nhưng các người phải nhớ, trong vòng một tháng, ít nhất phải dành ra ba ngày để đi đường, vì chưa chắc chắn rốt cuộc chỗ quay về là chỗ nào. Chỉ sau khi chúng ta đã thông đường hầm không gian, phân phát thẻ ngọc trên người cho các ngươi thì mới có chỉ dẫn, đừng bỏ lỡ, bằng không sẽ mãi mãi bị vây ở di khí chi địa. Bây giờ, mọi người tiến vào đi. Vừa dứt lời, tất cả các tu sĩ lập tức nối đuôi nhau dọc theo đường hầm không gian đi vào trần thuận không đi đầu nhưng lúc này hắn bỗng hiểu ra tại sao trong toàn bộ tiên giới thì linh khí của đông vực lại mỏng manh nhất xem ra năm đó khi nối liền với nơi phi thăng linh khí đông vực chắc chắn là dồi dào nhất nhưng nơi phi thăng biến thành di khí chi địa sau khi tách khỏi tiên giới linh khí của đông vực lại càng yếu đi nghĩ vậy trần thuận cũng lắc mình một cái tiến vào đường hầm không gian các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Mà Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều nặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.